Thưa quý vị và các bạn, mới đây Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh ban hành công văn 4021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thành phố Trà Vinh là vùng nguy cơ cao, vùng cam sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 15, cho phép kinh doanh các loại hình dịch vụ ăn uống giải khát nhưng chỉ bán mang đi, không phục vụ ăn uống tại chỗ. Người bán phải thực hiện quy định 5K, đeo khẩu trang và sử dụng tấm chắn giọt bắn. Phóng sự sau đây của phóng viên chuyên đề thực hiện tại thành phố Trà Vinh ghi nhận về hoạt động mua bán kinh doanh và ý thức của người dân trong những ngày đầu được mua bán trở lại. Nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã rất mừng khi hàng quán được phép mở cửa buôn bán trở lại. Bởi gần 2 tháng qua, sau 4 đợt thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, tất cả các hàng quán ăn uống đều phải đóng cửa nghỉ, người dân mất hẳn thu nhập, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống và kinh tế gia đình. Trao đổi chúng tôi, nhiều chủ quán ăn cho biết, những ngày đầu mở cửa buôn bán hàng ăn uống trở lại do không bán tại chỗ mà chỉ bán mang về nên không đắt hàng như lúc trước khi chưa có dịch bệnh. Lượng khách đến mua mang về không nhiều, không thể so với việc khách được ngồi ăn tại chỗ. Tuy nhiên, ai nấy cũng đều rất phấn khởi, chấp nhận vì trong điều kiện khó khăn như hiện tại, có thể buôn bán trở lại để có thu nhập là điều đáng quý. Tuy không bán được nhiều nhưng vẫn có tiền xoay sở cuộc sống, không như thời gian 2 tháng thực hiện giãn cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hàng quán đóng cửa, không ai buôn bán được. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy, bán hàng ăn uống ở phường 1 cho biết, mặc dù mừng khi được mở cửa buôn bán trở lại, nhưng chị và các thành viên trong gia đình rất kỹ trong việc phòng chống dịch bệnh. Gia đình thường nhắc nhở nhau đeo khẩu trang, đeo kính chống giọt bắn, dăng dây phía trước quán ăn để giữ khoảng cách với khách hàng. Thường xuyên rửa tay khử khuẩn, đảm bảo vừa buôn bán có thu nhập, vừa giữ gìn sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Cũng nghỉ mấy tháng vậy đó, rồi giờ được mua bán mừng quá trời luôn, nhưng mà chị cô bác thì cũng dăng dây vậy nè, rồi đeo khẩu trang, rồi đeo kính che nữa, lại cho nó an toàn, sợ bệnh lắm. Chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền thuê mặt bằng để buôn bán hàng ăn uống. 2 tháng qua chị đóng cửa không bán được, nhưng được chủ nhà miễn phí hoàn toàn 2 tháng tiền thuê mặt bằng với số tiền là 10 triệu đồng. Nhờ vậy mà chị đỡ gánh nặng về khoản tiền thuê đất. Tuy vui mừng vì hiện nay có thể mở cửa mua bán trở lại, nhưng chị cũng còn e ngại tình hình dịch bệnh vẫn còn nên cũng rất kỹ trong việc tiếp xúc với khách hàng. Ngoài e ngại về sức khỏe, chị còn mong muốn mọi người ai cũng nên tự kỹ lưỡng, tự giác và có ý thức cao trong phòng chống dịch bệnh, giữ khoảng cách để tiếp tục được làm ăn, mua bán, không để dịch bùng phát trở lại. Chị rất sợ phải tiếp tục nghỉ như 2 tháng vừa qua. Ở đây thì chủ cho thuê thì cũng có tâm, cho nên cũng không có lấy tiền thuê, cũng như là chừng nào buôn bán phải lấy. Mới bán hôm qua là bữa nay là bữa thứ 2 á, mà bán thì cũng được. Hôm qua nếu mà tính là hôm qua ngày đầu tiên bán á, thì bán đông. Bữa nay thì nó cũng hơn nửa hôm qua thì thấy cũng vui, với một phần nữa là có thu nhập. Thì ở đây thì cũng kỹ, cho nên nếu mà khách mua thì đứng khoảng cách là khoảng 2 mét. Rồi hai bên đều là có sử dụng khẩu trang, đeo khẩu trang. Đó thì mình đăng vậy đó, rồi xong rồi cho khách đứng ở ngoài đó. Nhầm người thì nó tóm lại bây giờ thì khách thì ai cũng không dám lại gần đâu. Giờ người ta mua người ta cũng kỹ, cho nên người ta đứng có thể xa hơn nữa. Những sợi dây giăng ngang quán hay những tấm biển treo cùng những dòng chữ nhắc nhở mọi người giữ khoảng cách, thường xuyên rửa tay khử khuẩn giờ đã không còn quá xa lạ với những quán ăn hay những điểm buôn bán tạp hóa nhỏ lẻ. Một điều rất lạ là không ai cảm thấy phiền hay hờn giận gì cả khi bước vào quán mua hàng, mà ngược lại ai nấy đều đồng tình và không thấy bất cứ phiền phức nào. Nếu như trước đây, hành động giăng dây ngang quán hay nhắc nhở khách hàng phải rửa tay khi vào quán được cho là thiếu tế nhị, là việc không hay, khiến khách hàng phiền lòng, chủ quán có thể mất khách. Nhưng hiện nay, việc giăng dây hay nhắc khách rửa tay, sát khuẩn còn nhận được sự ủng hộ và lời cảm ơn từ thực khách. Chị Nguyễn Diệp Linh, chủ quán bún nước lèo trên địa bàn phường 1 cho biết, gia đình rất mừng khi được buôn bán trở lại sau 2 tháng nghỉ do thực hiện giãn cách. Tuy nhiên, khi chuẩn bị hàng quán để bán, chị rất cẩn thận, giăng dây ngang quán để sẵn chai xịt sát khuẩn cho khách khi đến quán. Và khoảng cách từ quầy bán đến nơi khách chờ là khá xa. Khi giao đồ ăn cho khách, chị Linh đều chủ động đứng xa, đeo khẩu trang cùng kính chống giọt bắn. Chị Linh còn cho biết, mặc dù dịch đã được kiểm soát, tuy nhiên mỗi người cần chủ động phòng ngừa, không lơ là, chủ quan để có thể mua bán được lâu dài, vừa có thu nhập, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng xã hội. Rất mừng. Tại vì ở nhà, mình nghỉ ở nhà thì không có thu nhập, mình bán ra bán thì mình có thu nhập để mình trang trải thì nó đỡ. Này là nhà thuê, thuê nguyên căn. Rồi ở đây thì có mẹ với cháu đồ ở. Nhưng mà thì mỗi người là nếu mà nghỉ đóng cửa quán này rồi thì không ai làm gì hết. Chỉ ở nhà thôi chứ không có làm. Thì em phải dăng dây như vậy, rồi để cái này người khách để tiền vô đó, em để ngoài. Rồi mỗi lần ấy thì phải sát khuẩn. Rồi giống như cũng để cái bảng để người ta thông cảm, nhiều khi sợ nhiều người ta thấy căng dây này nè, ta cũng ngại, ta không muốn tới. Nhưng mà mình để cái bảng vậy đó để cho người ta thông cảm cho mình. Bán được thì cũng mừng, nhưng mà vừa mừng cũng sợ sợ. Tại vì mình cũng phải giữ an toàn á. Trong 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội, có lẽ những người bán hàng rong, xe đẩy, xe ôm là một trong những nhóm lao động tự do bị ảnh hưởng nhiều nhất, trực tiếp nhất, mất hoàn toàn thu nhập. Phần lớn đây là những lao động khó khăn, buôn bán nhỏ lẻ, làm ngày nào ăn ngày ấy, nay được buôn bán trở lại, áp lực kinh tế sẽ đỡ phần vất vả. Đúng rồi, bán hoài bữa nay, trời ơi, vậy được đi bán là mừng rồi, đang xây tiền xây chở chứ. Nhưng mà con cái nhà nước được hỗ trợ được 1,5 triệu cũng mừng. Chứ bây giờ không có tiền ở nhà chết à. Trao đổi với chúng tôi, ông Hồ Văn Dũng ở ấp Sóc, xã Quyền Hội, huyện Càng Long cho biết, ông làm nghề chạy xe ôm, mỗi sáng sớm ông từ xã Quyền Hội chạy xuống chợ Trà Vinh và có bến đậu ngay đầu chợ. Trước dịch bệnh, mỗi ngày ông cũng chạy được từ 100 đến 200 ngàn, phụ vợ lo gia đình. Nhưng những ngày sau khi nới lỏng giãn cách, được hoạt động trở lại, không có khách đi nhiều. Có ngày ông không chạy được cuốc xe nào, đành lỗ tiền xăng. Tuy nhiên, ông Dũng cũng cho biết, những ngày đầu chạy lại tuy khó khăn, nhưng tinh thần được thoải mái, vui vẻ hơn. Được ra khỏi không gian mới vậy đó, là được thoải mái, người nó làm ăn nó suôn sẻ gì đâu đó. Mà chạy không được nói vậy đó, cũng như ra khỏi nhà, cũng như đi câu cá không được nè, đi đâu cũng được hết á, ra đường không được luôn, ở nhà suốt. Thấy nó thỏa mãn hơn, nó vui vẻ hơn, phấn khởi hơn, tuy rằng không có tiền mà nó vui vẻ hơn. Gần 2 tháng thực hiện giãn cách, người dân trên địa bàn thành phố Trà Vinh đi chợ bằng phiếu, trung bình từ 3 đến 5 ngày mới đi chợ một lần. Hình thức đi chợ này ban đầu có làm cho người dân bỡ ngỡ, chưa quen và thấy hơi bất tiện. Tuy nhiên, sau thời gian thực hiện, việc đi chợ bằng phiếu mang lại những tiện lợi nhất định. Nhất là hiện nay dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, chợ dân sinh là nơi tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm, thì việc đi chợ mỗi tuần từ 2 đến 3 lần là hợp lý, tránh việc đi chợ thường xuyên, mỗi ngày là không cần thiết. Người dân vừa tiết kiệm thời gian dành cho việc đi chợ, đồng thời vừa tham gia phòng chống dịch bệnh. Nhiều người dân cho biết, qua gần 2 tháng đi chợ bằng phiếu, nay cũng đã thấy quen, dễ thực hiện hơn lúc ban đầu. Quan trọng hơn là mọi người không còn cảm thấy bất tiện nữa. Thay vào đó, nhiều người cũng thấy được rằng việc đi chợ một tuần 2 lần hoặc 3 lần tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Cũng sợ dịch đó, 2 ngày mới đi 1 lần hoặc là 3 ngày. Thì cũng giữ khoảng cách với người bán, người mình đeo khẩu trang rồi, xịt khuẩn rồi. Tại cũng sợ chứ nhà có 2-3 đứa con nhỏ rồi đi ra cũng kỹ lưỡng rồi. Trước khi vào chợ thấy cũng sát khuẩn tay, rồi mang khẩu trang, rồi giữ khoảng cách. Bây giờ chị cũng 3-4 ngày, 4-5 ngày chị mới đi một lần. Tại vì giống như nó cũng có thói quen rồi với cái mình đi làm việc á. Những khi trang công phường nó cũng phụ thuộc vào cái công việc mình làm. Mới đây, Ủy ban nhân dân thành phố Trà Vinh vừa ban hành công văn số 3415 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố Trà Vinh. Theo đó, các phường xã trên địa bàn thành phố Trà Vinh sẽ tiếp tục phát thẻ đi chợ, siêu thị, cửa hàng tiện ích cho người dân với tần suất đi chợ 3 ngày một lần, thời gian áp dụng từ ngày 14 tháng 9 cho đến khi có thông báo mới. Phố xá ở thành phố Trà Vinh những ngày sau khi nới lỏng giãn cách trở nên nhộn nhịp hơn, lượng người và phương tiện tham gia giao thông cũng trở nên đông đúc hơn. Nhịp sống đô thị dần trở lại, mang hơi thở, sức sống mới cho thành phố Trà Vinh sau thời gian giãn cách xã hội. Dẫu được nới lỏng giãn cách, được phép mua bán kinh doanh trở lại, nhưng mỗi người dân thành phố Trà Vinh đều biết rằng dịch bệnh COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Ai nấy đều sợ dịch bệnh, sợ giãn cách nên luôn chủ động phòng ngừa, không chủ quan hay lơ là, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng, ảnh hưởng cuộc sống của cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chuyên đề về văn minh đô thị của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại.